động phụ như nó. Fire in the hole. Cay cập. Bắn một tí xong mới lên kill. Bãi dài ạ. Bắn thế này thì khó bắn lắm. Đây. Đây. Cái gì bạn? Tại sao lại như vậy? Hai ba tiết. Fire in the hole. May mà gì ở giữ được cái hòa mạng. Chứ không thì đúng là không còn gì nhiều hơn nữa đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
Thôi, té 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 té. Trước khi là cái mạng nhà tôi nó lên cơn thêm một phát nữa, có lẽ là tôi nên té thì hơn nhá. Thôi thôi, còn bây giờ buổi livestream của chúng tôi xin phép được kết thúc ở đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người buổi livestream vào tối mai nhé. Còn bây giờ thì tôi xin phép tôi cúp ngay đây nhé.